Bạn thân mới đi bằng lái cứ muốn đưa tôi về nhà. Lúc mới tới trước nhà, nó bảo, tao không dừng xe được, khởi động lại khó lắm. Tao chạy chậm chút mày tự nhảy xuống. Mày xuống xe chạy theo vài bước đóng cửa xe lại là được. What? Từ lúc tôi lấy được bằng ô tô, không một ai cho tôi chạy chứ đừng nói ngồi cho tôi chở. Ủa vậy xúi tôi thi chi dậy. Còn chị gái mình thì được thầy nói, yên tâm đi chị em rất chắc rồi. À đâu? Em gái tao đi thi, cả trường thi đều đứng ngoài đợi nó thi xong mới thi. Hiểu kiểu gì? Tao đi học lái xe thầy bảo, chà à, thầy nghĩ tốt nhất cho em thuê lái xe riêng, chứ em đi thầy còn hốt, và ba thầy cộng thi ba lần vẫn trượt. Đi trên đường gặp đám bạn lớp cũ đang uống nước ở quán bên lề đường bên kia. Chúng nó kêu ý ấy từ lúc mình còn cách quán đó tầm 5-10 mét. Nhưng xin lỗi chúng mày, xe tao không phanh được. TikToker chia sẻ bí quyết hôn nhân bền vững đó là chia sẻ chồng với mẹ và em gái. Cô cho biết lợi ích của mối quan hệ này là mỗi khi cô không có hứng thì có thể cho chồng xài tạm mẹ của mình. Hả? Rồi mẹ có cho xài tạm bố không? What? Tao nghĩ là bố nó đi mua sữa và chưa trở về đâu. Lỡ chẳng may mẹ đẻ ra con của chồng thì sao? Lúc đấy xưng hô thế nào? What the hell? Nước ngoài thì cứ yêu với mi thôi. À đâu? Thế thì ông đó vừa là em bạn, vừa là chồng bạn, vừa là cha dượng của bạn à? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thằng kia chỉ là công cụ của mấy mẹ con đó, phận làm trai 12 bến nước. Hỏi ngu là lỡ hai mẹ con cùng bầu thì đẻ ra chúng nó xưng hô nhau thế nào? Bữa nào hai mẹ con cùng hứng thì có gãy. Còn nếu mẹ của bạn cũng không có hứng thì có thể sử dụng chồng của mẹ bạn. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Xâm phục tài khoản kinh doanh của ông chủ tịch Thạch Rau Câu Long Hải, thu hồi hết sản phẩm để thạch trôi nổi ảo giá tăng cao. Sau đó đợi một năm để đối thủ hết hạn sử dụng thì tung sản phẩm khuyến mại, đánh thẳng vào tâm lý của khách hàng. Còn đây là khách hàng mình. Top ơi cho mình hỏi tí. Vi Quy Ca Áp. What the hell? Bắt hai cơ nè. Ok, chơi lại bán mới đi. Ở một diễn biến khác, đôi này còn bán không sót. Còn nha bạn, vậy bán tiếp đi. Chắc mọi người không biết, nhờ có mình mà chú đó mới có ngày hôm nay. Từ bé đã ủng hộ chú để chú có nguồn thu nhập làm ăn rồi. Công lao của mình không thể phủ nhận. Giờ chú giàu rồi, chú còn nhớ hồi xưa không? Trời ơi, nhớ chưa? Tao là đồ ăn của chúng mày à, Long Hải Xét. Hả? Có ai thấy bạn gái hoặc vợ mình luôn đẹp mặc dù cô ấy nhan sắc bình thường không? Tôi thì có đấy, lúc nào trong mắt tôi vợ và bạn gái cũng là những người đẹp nhất. Thậm chí cả đến lúc vợ nó cầm dao hay phớ rượt đuổi tôi bật tường thì tôi vẫn thấy nó đẹp, chứ chê nó xấu là chôn rồi. Cả hai đều đẹp nhất thì ai đẹp nhì? Hoặc là dở rồi, lại thêm cả bà thì xin là xin vĩnh biệt cụ. Thế tối nay, hai vợ chồng có về đây ăn cơm không? Dạ, có ạ, bọn con đón cháu đi nên chắc sang muộn một chút ạ. Thế ăn gì mẹ nấu? Đang nói chuyện với mẹ chồng, nay tự dưng lại gọi sang ăn cơm nên chắc phệt luôn tuổi của mẹ, 52-25 đi. Hy vọng mẹ hiền yêu dấu cho cả ăn cơm lẫn ăn đề luôn. Mà mẹ vẫn còn sống thì có phải nam tiến nữ lùi không nhỉ? What the hell? Nghe
nhanh tay sửa tiếp. Đấy, hôm qua con bạn con nó kể được mẹ chồng nấu cơm cho, thế là nó hỏi chồng nó như thế: mẹ yêu dấu lâu ngày nấu cơm đặc biệt thế này, con có nên đánh một con lấy hên không nhở? Mẹ chồng phệt luôn tuổi ông thông gia, làm luôn xiên bốn là đẹp. Khảo sát phụ huynh về tình hình học online ở một lớp nào đó. Khảo sát tình hình học online. Đầu 30 biết không? Không, 10 N biết 3 15 N. What the hell? Gửi nhầm nhóm rồi. Nhà sáng tạo người Trung Quốc EasyChen cho ra mắt súng tự chế với khả năng đông cứng nước mắt thành đạn và bắn ngược lại những kẻ đã làm cô khóc. Đến một ngày nọ, chàng trai mà cô Glass đã chủ động đến trước mặt cô, quỳ gối và moi ra chiếc nhẫn cầu hôn. Cô xúc động không nói thành lời, và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bùm, tạch tạch tạch. Ôi trời ơi! Thấy thích bắn ý thì mua mẹ súng thật mà bắn, loằng ngoằng như khựa. Quá chuẩn luôn! Năng lượng mà khẩu súng cung cấp quá lớn, đến nỗi phần nhiệt năng tỏa ra sẽ làm viên đạn không bay được bao xa, nếu có trúng người thì cũng không gây sát thương nhiều được. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Anh thích em, làm bạn giá anh nhé. Xin lỗi tôi có người yêu rồi. Thế để anh kiếm cho bạn ấy người yêu khác nhé. What? Anh có thể mời em đi ăn tối được không? Em có bạn trai rồi. Mời bạn trai em đi cùng luôn. Anh có tiền mà, để anh bao. Hả? Anh có người yêu chưa? Mình chưa bạn ơi. Anh to không? 17cm ok không? Hơn em 2cm. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này, tìm hiểu thêm. Hiểu kiểu gì? Chúc mừng bạn gần nhà Vikaki đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé: Hoàng Lê Minh, Hen DJ, 38 Vũ Quang Trung, Duyên Ami, Việt Thái Nguyễn, Nguyễn Tiến Dũng, con mèo đen có lông màu trắng, Tuấn LC7 Nguyễn, 10x314 Trần Minh Khang, K Gaming. Còn đây là câu hỏi phần này, hình con vịt dưới đây ẩn giấu con số nào? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.